Minh Phương xin kính chào quý vị. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FPNC. Bản tin hôm nay, ngày 15 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật như sau. Một tuần lễ đầy biến động đang ở phía trước với các sự kiện quốc tế quan trọng là họp G7, họp NATO và họp gặp thượng đỉnh giữa ông Biden với ông Putin. Liệu căng thẳng giữa ba siêu cường hàng đầu Mỹ, Nga, Trung sẽ thay đổi ra sao sau hàng loạt cột mốc này? Nhưng trước tiên có thể thấy, mâu thuẫn Nga-Mỹ vẫn chưa hề lắng dịu khi Washington điều tàu cô trục mang tên lửa dàn mặt Moscow trước thềm họp thượng đỉnh. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin có động thái bất ngờ khi bị Mỹ khiêu khích. Liên quan đến cuộc họp G7, dù nhiều nước khen ngợi, nhưng cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lại chỉ trích đường lối nước Mỹ trở lại của ông Biden, cho rằng đó là sự trở lại thời kỳ yếu kém giống như chính quyền ông Obama. Nhật, Úc cùng phản đối thói ức hiếp kinh tế của Trung Quốc và Đài Loan có động thái gì trước sự ủng hộ lớn chưa từng thấy của G7. Một số tin nóng khác, tiêm kích tàng hình G20 sẽ phô diễn sức mạnh trong sự kiện trọng đại của Trung Quốc. Con dâu cựu Tổng thống Trump gây tranh cãi khi kêu gọi người Mỹ cầm súng chống lại làn sóng di cư. Thủ đô Nga tặng ô tô khuyến khích người dân đi tiêm chủng. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế của FBNC ngay sau đây thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa ba siêu cường Mỹ, Nga và Trung đang nóng lên ngay từ đầu tuần này. Hiện Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp họp bàn kế sách cùng với NATO ứng phó Moscow và Bắc Kinh. Đồng thời, ông sẽ đến Thụy Sĩ vào thứ Tư để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng lúc đó, thì tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Labun của hạm đội 6 Hải quân Mỹ đã áp sát đến Biển Đen, vốn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Điện Kremlin liệu hành động điều tàu của Mỹ có phải là nhằm dằn mặt Nga trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh và sự khiêu khích này sẽ nhận về phản ứng ra sau. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây. Nhiệm vụ tuần hành đến biển đen của tàu khu trục USS Laboon còn có sự tham gia của máy bay tuần thám P-8 Poseidon thuộc Hải quân Mỹ và máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry của NATO. Đây cũng là lần thứ năm chỉ trong 6 tháng đầu năm này mà Mỹ điều tàu khu trục Labun đến biển đen. Đáp lại, hạm đội biển đen của Hải quân Nga cũng được triển khai, để giám sát chiến hạm Mỹ từ ngày 11 tháng 6. Biển Đen được xem là khu vực có tầm quan trọng chiến lược, đặc biệt với châu Âu, Nga và Trung Đông. Vùng biển này rất giàu của tài nguyên, bao gồm hydrocarbon, vì vậy cũng chứa nhiều đường ống dầu khí cũng như cáp quang biển. Trong những năm gần đây, Biển Đen còn trở thành vũ đài đấu đá quân sự giữa Nga với khối quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Mặt khác, trong số 6 quốc gia giáp Biển Đen thì có đến 3 nước thuộc NATO là Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria hai nước khác có thể là những thành viên của khối quân sự này trong tương lai, chính là Hungary và Ukraine. Trong khi đó, lợi ích của Biển Đen đối với Nga cũng không cần phải bàn cãi. Nó ảnh hưởng đến chính trị, an ninh và kinh tế của nước Nga. Vùng biển này cung cấp những cảng biển nước ấm duy nhất cho nước Nga và hầu hết tàu chở dầu của Nga cung cấp cho thị trường châu Âu đều phải băng qua tuyến hàng hải, huyết mạch trên Biển Đen. Vào tháng 4, việc Nga thông báo đóng cửa một phần lãnh hải thuộc Biển Đen đã dẫn đến sự chỉ trích gay gắt của Mỹ và đồng minh. Thế nhưng, Washington cũng không phải là đối thủ cam tâm nhẫn nhịn Moscow khi Mỹ đã luôn định kỳ điều chiến hạm tới Biển Đen để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Trước thềm chuyến công du đến châu Âu để họp thượng đỉnh NATO và gặp gỡ Tổng thống Putin, ông Biden cũng tuyên bố rằng Mỹ đang hướng tới giải quyết những thách thức của Nga với an ninh châu Âu bắt đầu từ hành động gây hấn tại Ukraine. Động thái điều tàu mới đây của Mỹ có lẽ cũng báo trước sóng gió chưa thể lắng dịu trong mối quan hệ song phương với Nga đối nghịch với động thái có vẻ khiêu khích quân sự của mỹ tổng thống nga vladimir putin lại vừa thể hiện những tín hiệu rất tích cực về cuộc gặp sắp tới của ông với lại tổng thống mỹ joe biden cụ thể ông putin kỳ vọng cuộc họp lần này sẽ giúp thiết lập một khuôn khổ chuẩn mực cho các cuộc đối thoại song phương về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm bao gồm là cả các giảm vũ khí hạt nhân Bình luận này được Tổng thống Nga đưa ra trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Nga vào hôm Chủ nhật 13 tháng 6. Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ giúp khôi phục mối quan hệ đang rạn nứt từng ngày giữa hai quốc gia liên quan đến hàng loạt vấn đề, từ các cuộc tấn công mạng bị cho là do tin tặc từ Nga cho đến thế kẹt giữa của Nga trong mối quan hệ tam giác siêu cường Mỹ-Nga-Trung Quốc về các cuộc tấn công mạng ông putin cho biết nga sẵn sàng giao ra các tội phạm công nghệ cao cho phía mỹ nếu như washington cam kết làm điều tương tự cho moscow và hai bên sẽ tiến hành ký thỏa thuận để đảm bảo thực thi hiệu quả việc truy quét loại tội phạm nguy hiểm này Ngoài ra, ông Putin bày tỏ hy vọng cuộc gặp sắp tới sẽ giúp hàn gắn phần nào quan hệ giữa Mỹ và Nga, thiết lập các kênh liên lạc và cùng nhau hợp tác trong các vấn đề ổn định chiến lược, Libya, Syria và về vấn đề môi trường. Đáng chú ý, ông Putin cũng khen ngợi chính quyền ông Biden đã hành xử chuyên nghiệp khi tiến hành gia hàng hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New Start với Nga. Trong khi nhiều lãnh đạo G7 bày tỏ ủng hộ sự trở lại vai trò lãnh đạo của nước Mỹ dưới nhiệm kỳ tân tổng thống Joe Biden, một ý kiến phản đối gây gắt đã được cựu ngoại trưởng Mike Pompeo nêu ra. Là trợ thủ đắc lực của cựu tổng thống Trump, ông Pompeo cũng là người nổi tiếng với những phát ngôn đanh thép trên truyền thông và hết sức trung thành với chính sách nước Mỹ trên hết. Và cuối tuần qua, theo ông Pompeo lại tiếp tục khuấy động dư luận với phát ngôn thẳng thắn của mình về chính sách nước Mỹ đã trở lại. Cựu ngoại trưởng Mỹ mai rằng nước Mỹ thật ra đang trở lại như dưới thời cựu tổng thống Obama, giai đoạn chứng kiến một Hoa Kỳ thật yếu đuối và không có được tôn trọng. Theo chương trình Fox News Sunday, ông Pompeo đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Nói chung, khi tôi nghe chính quyền nói về việc đưa nước Mỹ trở lại, họ đang nói về những gì Tổng thống Obama đã làm trong nhiệm kỳ 8 năm khiến cho nước Mỹ suy yếu. Điều quan trọng không phải là những nhà lãnh đạo trên trường quốc tế thích nước Mỹ, mà là họ nể trọng chúng tôi vì những kết quả tốt mà chúng tôi mang lại cho người dân Mỹ. Sau lời phát biểu này, ông Pompeo đã liệt kê hàng loạt những điểm mà ông không hài lòng với những chính sách hiện tại của chính quyền ông Biden. Trước tiên đó là về biến đổi khí hậu, ông Pompeo thể hiện rõ thái độ không đồng tình khi vấn đề này luôn được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của G7. Bởi ông cho rằng những sáng kiến như chính sách kinh tế xanh mới sẽ không cải thiện được cuộc sống của người Mỹ. Đây cũng là chủ đề mà ông Trump và ông Biden đã từng tranh cãi nảy lửa trong cuộc đua vào Nhà Trắng hồi năm ngoái. Bên cạnh đó, cựu ngoại trưởng nước Mỹ cũng bác bỏ những tuyên bố cho rằng cựu tổng thống Trump mềm mỏng với Nga, trong khi chính quyền ông Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thực sự đối với dự án Nord Stream 2 của Nga, thì chính quyền ông Biden lại cho phép đường ống trong kế hoạch này được tiến hành xây dựng. Được biết vào tháng 4, ông Bumbel đã gia nhập Fox News với tư cách là người đóng góp cho nhà đại này vì ông cam kết mang đến cho người xem cái nhìn thẳng thắn, có ý nghĩa về địa chính trị, quan hệ quốc tế và các chính sách nước Mỹ trên hết đã giúp vạch ra lộ trình cho sự thịnh vượng và an ninh chưa từng có của Mỹ. Trước cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Cornwall, Anh, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và người đồng cấp Úc là Scott Morrison đã cùng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với hành vi ức hiếp kinh tế. Cụ thể, đối tượng chỉ trích của hai nước đồng minh châu Á-Thái Bình Dương chính là những hành vi đàn áp quyết liệt của Trung Quốc đối với thương mại Úc. Những động thái gây gia tăng căng thẳng đang được Trung Quốc triển khai kể từ năm ngoái, khi Úc ra lời kêu gọi về một cuộc điều tra độc lập liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 bị nghi ngờ rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán theo nikkei Asia trung quốc đã áp thuế cao đối với lúa mạch úc sau lời kêu gọi điều tra của thủ tướng scott morrison thẳng thừng cáo buộc virus corona có khả năng xuất phát từ tai nạn phòng thí nghiệm ở vũ hán trung quốc không chỉ dừng lại ở các động thái quyết liệt của trung quốc đối với nền thương mại úc mà mối quan tâm về sự ổn định của khu vực cũng ngày càng gia tăng đặc biệt bởi gần đây trung quốc cũng bất ngờ ban hành luật mới cho phép các tàu hải cảnh của họ bắn vào các tàu nước ngoài trong vùng biển mà bắc kinh tự xác định là lãnh thổ Do đó, ông Suga và Morrison đều khẳng định cam kết thúc đẩy phối hợp với Hoa Kỳ và Ấn Độ trong nhóm Bộ Tứ Kim Cương nhằm đảm bảo một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Hồi đầu tháng, thì Tokyo và Canberra đã đồng ý rằng lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ bảo vệ các máy bay và tàu quân sự của Úc nhằm thắt chặt hợp tác quân sự đối đầu với sự hung hăng của Bắc Kinh trên các vùng biển châu Á. Thậm chí là trong một cuộc họp riêng trước đó, Thủ tướng Nhật Suga và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã đề cập đến Bắc Kinh và bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông. Đơn cử rõ ràng là Bắc Kinh liên tục xâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư nhằm làm suy yếu quyền kiểm soát của Nhật Bản. Theo thông tin do Hải cảnh Nhật Bản vừa công bố tuần trước, Hải cảnh Trung Quốc vừa thiết lập kỷ lục áp sát quần đảo Senkaku suốt 112 ngày liên tiếp. Tính đến ngày 4 tháng 6, hành động này được xem là gây sức ép tối đa cho chính quyền của Thủ tướng Suga. Vì vậy, không ngạc nhiên khi nhà lãnh đạo Nhật tăng cường hợp tác với các đồng minh để có chiến lược đáp trả tương xứng. Dù có nhiều bất động và căng thẳng, thế nhưng Thủ tướng Úc Scott Morrison vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với, với Trung Quốc. Mới đây, theo ông cho biết Canberra sẵn sàng nói lại các cuộc thảo luận với Bắc Kinh. Úc luôn sẵn sàng ngồi chung bàn tròn và thảo luận xử lý các vấn đề với những đối tác của chúng tôi. Trích lại ông Morrison phát biểu sau cuộc họp G7. Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định, chúng tôi dĩ nhiên muốn nhìn thấy tái khởi động các cuộc đối thoại, ám chỉ việc đàm phán với Trung Quốc để tiến tới dỡ bỏ hoặc nới lỏng các đòn trừng phạt kinh tế nghiệt ngã. Bắc Kinh từ tháng 3 đã đánh thuế hơn 200% đối với rượu nhập khẩu từ Úc trong vòng 5 năm. Thủ tướng Morrison vào tuần này cho biết sẽ nêu vấn đề bắt nạt này lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để có biện pháp giải quyết mâu thuẫn. Trong cuộc phỏng vấn trên radio vào thứ Năm tuần trước, Thủ tướng Úc nhấn mạnh các nhà chế biến lúa mạch và người trồng nho ở Úc đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc trừng phạt kinh tế mà chúng tôi tin rằng hoàn toàn vô lý. Bắc Kinh cho rằng rượu vang Úc được trợ cấp và bán dưới giá trị thị trường, một quan điểm mà chính phủ Úc hoàn toàn bác bỏ. Dù đang có những hành động cứng rắn hơn đối đầu Trung Quốc, nhưng thực ra Úc sẽ hưởng lợi lớn nếu giữ quan hệ hài hòa với Bắc Kinh, khi quốc gia tỷ dân là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Trung Quốc từng nhập khẩu tới gần 1 tỷ đô la Úc giá trị rượu vang vào năm 2019, chiếm khoảng 40% sản lượng xuất khẩu của xứ sở chuột túi trước khi mối quan hệ trở nên căng thẳng và lệnh trừng phạt được ban hành. Các nỗ lực của Úc để nối lại liên lạc với chính phủ Trung đã thất bại liên tiếp. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Sky News hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan cho biết ông đã viết thư gửi đến người đồng cấp Trung Quốc kêu gọi đối thoại thiện trí và tích cực. Tuy nhiên, ông Tehan cho biết, đến giờ tôi vẫn đang chờ đợi một lời phản hồi. Thưa quý vị, dù kết hợp nhiều biện pháp vừa răng đe vừa mềm mỏng với Bắc Kinh, nhưng không thể phủ nhận nhóm G7 đã xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đáng gặp nhất. G7 cũng vừa ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ Trung Quốc về nhiều vấn đề như tình hình căng thẳng sụp sôi ở eo biển Đài Loan, biển Đông và biển Hoa Đông. Hơn nữa thì còn có câu chuyện đàn áp nhân quyền ở Tân Cương, bóp nghẹt dân chủ ở Hồng Kông. Đáp lại Bắc Kinh được cho là sẽ phản đồn mạnh mẽ với phương Tây. Trước đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã nói về việc các nước tăng cường đối đầu với Bắc Kinh chắc chắn là một con đường dẫn đến thất bại thảm hại. Ngay sau khi G7 hôm 13 tháng 6 ra tuyên bố chung chỉ trích Bắc Kinh về hàng loạt vấn đề thuộc làn đánh đỏ, đại sứ Trung Quốc ở Anh cũng đã lên tiếng đáp trả. Họ khẳng định, chúng tôi kêu gọi Mỹ và các thành viên khác của G7 tôn trọng sự thật, tìm hiểu rõ tình hình, ngừng vu khống, can thiệp cũng như ngừng gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc nói thêm, rất không hài lòng và kiên quyết phản đối việc G7 đề cập đến Tân Cường, Hồng Kông và Đài Loan. Cơ quan này cáo buộc tuyên bố chung của G7 là bóp méo sự thật và phơi bày ý đồ thâm độc của một số nước, bao gồm Mỹ khép lại hội nghị G7 Mỹ và các nước phương Tây là sắp bước vào cuộc họp của NATO. Trong đó thì một nội dung thảo luận quan trọng bao gồm tái đánh giá định hướng chiến lược về ứng phó các thách thức của Nga và Trung Quốc. Định hướng này có thể trở thành chính sách chung được NATO thông qua vào năm 2022. Trước thềm cuộc họp G7, Nhà Trắng đã ra tuyên bố cho biết các nước đồng minh sẽ tái xem xét định hướng chiến lược, một khung hướng dẫn chung về cách ứng phó môi trường chiến lược thay đổi, bao gồm các chính sách và hành động hung hăng của Nga cũng như nhiều thách thức từ Trung Quốc đối với an ninh, sự thịnh vượng và các giá trị chung của chúng ta. Tuyên bố của Nhà Trắng cũng khẳng định NATO sẽ giám sát các hoạt động điều quân của Nga ở xung quanh và trên lãnh thổ Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cũng thường xuyên lặp lại mối quan ngại về sự mở rộng tiềm tàng của NATO ở sát biên giới nước Nga và đe dọa Nga sẵn sàng đáp trả phù hợp. Truyền thông xứ Trung mới đây cho biết hàng loạt máy bay quân sự chủ chốt của quân đội Trung Quốc PLA sẽ tham gia phô diễn sức mạnh trong buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra vào tháng 7 tới. Có thể kể đến các khí tài tiên tiến nhất được chọn tham gia vào sự kiện trọng đại này như là tiêm kích tàng hình J-20 và phiên bản trực thăng Jack-8L vừa được phát triển thành công. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, quân đội Trung Quốc đã diễn tập duyệt binh từ khoảng 9 giờ tối hôm thứ Bảy đến dạng sáng Chủ nhật ở khu vực Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, khoảng hơn 14.000 quân nhân và lực lượng hỗ trợ đã tham gia diễn tập. Đến sáng Chủ nhật, nhiều máy bay quân sự của PLA trình diễn trên bầu trời Bắc Kinh, bao gồm hàng chục trực thăng bay theo đội hình thể hiện số 100, đại diện cho 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, còn có sự tham gia của đội hình 5 chiếc tiêm kích tàng hình J-20, niềm tự hào của không quân Trung Quốc. Theo các nguồn tin, GSL, loại trực thăng mới nhất được biên chế của PLA cũng xuất hiện trong cuộc diễn tập trực thăng GSL có trọng lượng mang tải khoảng 15 tấn, dự kiến sẽ được đưa vào thay thế trực thăng Mi-17 mà Trung Quốc nhập khẩu từ Nga. Chúng giúp tăng cường mạnh mẽ khả năng đổ bộ đường không cho PLA. Tiếp theo là một số diễn biến mới ở khu vực được báo The Economist cho là nguy hiểm nhất thế giới eo biển Đài Loan. Hòn đảo đã cẩn thận quan sát việc G7 lên án kịch liệt Trung Quốc về sự bành trướng trên biển. Đáp lại, thì văn phòng lãnh đạo Thái Anh Văn đã bày tỏ sự cảm kích khi các nhà lãnh đạo thế giới quan tâm đến tình hình eo biển. Đài Loan cũng khẳng định rằng họ luôn là một lực lượng đóng góp tích cực cho liên minh các nền dân chủ ứng phó Bắc Kinh. Đồng thời, chính quyền hòn đảo sẽ tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của cộng đồng quốc tế khi đứng trước một đối thủ quá hùng mạnh ở bên kia chiến tuyến. Cụ thể, ông Xavier Chang, người phát ngôn cho văn phòng lãnh đạo Đài Loan nói rằng, G7 vừa có lần đầu tiên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của an ninh eo biển Đài Loan trong một tuyên bố chung. Ông Chang gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm giúp đỡ này. Ngoài ra, ông Chang tuyên bố, Đài Loan và các thành viên G7 cùng chia sẻ các giá trị cơ bản như dân chủ, tự do và nhân quyền. Đài Loan sẽ tiếp tục đóng góp vững chắc để duy trì hòa bình, thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, theo lời phát ngôn viên bày tỏ. Trước thềm cuộc họp G7, Hai nước thuộc nhóm liên minh này là Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đã hỗ trợ vaccine cho Đài Loan trong bối cảnh giới chức hòn đảo tố cáo Bắc Kinh chặn các thương vụ vaccine và tăng cường dân đe về quân sự. Không chỉ tiếp sức cho Đài Loan 1,24 triệu liều trong kho vũ khí vaccine, Thượng viên Nhật Bản đã nhất trí thông qua đề nghị ủng hộ việc Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào cuối tuần qua. Trước những động thái đầy tích cực này, Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP cầm quyền ở Đài Loan đã gửi lời cảm ơn Nhật Bản vì hỗ trợ hòn đảo cử đại diện tham gia các tổ chức quốc tế. Nguồn tin từ Taiwan News cho biết trong buổi biểu quyết về đề xuất ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO tại Thượng viện Nhật Bản vào cuối tuần trước, Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko đã đứng lên bày tỏ sự tán thành và các thành viên khác từ nhiều đảng phái cũng thực hiện hành động tương tự. Đảng Dân Chủ Tiến bộ của Đài Loan cho biết hành động nói trên của Nhật Bản rất cảm động và bày tỏ sự cảm ơn chân thành của người dân hòn đảo. Đảng Dân Chủ Tiến Bộ cũng ca ngợi vì Tokyo đã tặng 1,24 triệu liều vaccine để giúp Đài Loan trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19. Tất cả những hành động này giúp tăng cường quan hệ Đài Loan-Nhật Bản. Đảng chú ý đề xuất ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga gọi Đài Loan là một quốc gia trong cuộc họp quốc hội, khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ và kịch liệt phản đối. Nguồn tin từ Reuters cho biết, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến ngành du lịch của cả hai nước là Mỹ và Canada, thậm chí nguyên thủ hai quốc gia cũng đều phải lên tiếng phàn nàn về các hạn chế biên giới gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và hãng hàng không Canada phụ thuộc vào du lịch. Thế nhưng, trong một thông báo mới nhất, Thủ tướng Canada Justin Trudeau vẫn lặp lại xác nhận rằng chính quyền của ông và phía Tổng thống Biden đều không đạt được thỏa thuận về việc dỡ bỏ các quy định nghiêm ngặt ở biên giới nhằm hạn chế lây nhiễm virus corona theo trang The Hill, trong cuộc họp báo vào 13 tháng 6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Trudeau cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Biden về việc dỡ bỏ lệnh cấm đi lại không thiết yếu giữa Mỹ và Canada. Các hạn chế được áp dụng vào tháng 3 của năm 2020 khi bắt đầu bùng phát mạnh đại dịch Covid-19 ở Bắc Mỹ. Thế nhưng kết quả là vẫn không có một thỏa thuận nào được thành văn ký kết Ông Trudeau cho biết Canada cần phải triển khai tiêm phòng thêm cho nhiều công dân của mình trước khi các hạn chế biên giới được dỡ bỏ. Đồng thời nói thêm rằng cả hai nhà lãnh đạo sẽ hợp tác chặt chẽ để mọi thứ được đi đúng hướng. Và tất nhiên, mọi nước đều sẽ đặt lợi ích và sự an toàn của công dân mình lên hàng đầu. Vào tuần trước, Canada thông báo rằng họ sẽ nới lỏng các quy định kiểm dịch đối với những công dân được tiêm chủng đầy đủ bắt đầu từ tháng 7 cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng biên giới Mỹ nhưng là biên giới giáp Mexico. Mới đây thì cô Lara Trump, con dâu của cựu tổng thống Donald Trump đã gây tranh cãi gây gắt khi kêu gọi người dân vùng biên giới phía nam mua súng để sẵn sàng đối phó với làn sóng di cư ồ ạt. Phát biểu trên đài Fox hôm thứ bảy vừa qua, cô Lara Trump nói rằng người Mỹ sống gần biên giới miền Nam nên trang bị vũ khí và sẵn sàng phản ứng với làn sóng nhập cư liên tục đổ về. Có lẽ người dân nên chủ động tự mình đối phó với vấn đề hiện nay, trích lời cô Lara phát biểu. Qua đó, ngầm thể hiện sự bất mãn về chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Biden. Con dâu Tổng thống Trump nói thêm, người di cư không nên thực hiện các hành trình nguy hiểm như vậy, điều đó gây hại cho nước Mỹ và cho vấn đề nhập cư, đúng là tồi tệ toàn diện. Các phát biểu của cô Lara Trump đưa ra ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có chuyến thăm đến Guatemala và Mexico trong nỗ lực giải quyết bài toán làn sóng di cư từ Trung Mỹ. Cơ quan bảo vệ biên giới CBP hôm thứ Năm tuần trước cho biết, số lượng người di cư đổ về biên giới phía Nam trong tháng năm đã đạt kỷ lục từ đầu năm 2021 đến nay với khoảng 180.000 vụ việc được xử lý. Dù vậy, lời kêu gọi cầm súng và chống lại người di cư của cô Lara Trump đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có không ít lời chỉ trích gay gắt từ dư luận Mỹ. Điều này thật nguy hiểm, con dâu của cựu tổng thống Trump đang kêu gọi mọi người bắn người nhập cư. Điều này có thể khiến tội ác thù địch gia tăng trên khắp đất nước, trích lời quan chức Texas Russell Foster đưa ra bình luận. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý về ứng phó Covid-19. Thưa quý vị, từ ngày hôm qua, 14 tháng 6, nhiều hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã bắt đầu chương trình tiêm chủng cho toàn bộ nhân viên. Hãng Japan Airlines cho biết họ dự kiến tiêm phòng cho 36.000 nhân viên, trong khi hãng All Nippon Airways cũng lên kế hoạch tiêm chủng cho hơn 46.000 nhân viên. Tuy nhiên, hai công ty này không nêu rõ mốc thời gian cụ thể hoàn tất tiêm vaccine. Hiện có khoảng 190 nhân viên hãng Japan Airlines đã nhận liều đầu tiên vaccine Moderna. Bộ trưởng Du lịch Vận tải và Cơ sở Hạ tầng Mặt đất của Nhật Bản, ông Kazuyoshi Akaba cho biết, các hãng hàng không chủ chốt ban đầu dự kiến tiêm phòng từ ngày 21 tháng 6, nhưng trước diễn biến dịch phức tạp thì các hãng bay được yêu cầu đẩy nhanh tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Nhật Bản đang chạy đua ngăn chặn đà lây nhiễm nhanh của virus trước thềm thế vận hội mùa hè Tokyo vào tháng 7 tới. Sức xã hoan đào có tốc độ tiêm chủng chậm chạp ở thời điểm hiện tại, chỉ có 12% người dân nhận được ít nhất là một liều tiêm cho đến cuối tuần trước. Tỷ lệ này thấp hơn cả Pháp. Trong khi đó, quốc gia dẫn đầu tốc độ tiêm chủng G7 là Canada đã tiêm phòng cho đến 63% dân số. Trong khi đó, tại thủ đô Moscow của Nga, người dân vẫn rất chân chờ tiêm chủng, cho dù là số ca nhiễm mới đang tăng vọt trở lại. Theo số liệu chính phủ, thì chỉ có mới khoảng 12% dân số Nga tiêm ít nhất là một liều vaccine tính đến, đến trước ngày 9 tháng 6. Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn, thị trưởng Moscow đang tiến hành sáng kiến độc đáo, đó là tặng ô tô cho những người may mắn nhất, chủ động đi tiêm phòng giúp đất nước chống lại Covid-19. Moscow đang chứng kiến số ca nhiễm hàng ngày ở mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, với hôm 13 tháng 6 ghi nhận tới 6.700 ca mắc COVID-19 mới. Để khuyến khích tiêm phòng, chính quyền thành phố đã tung ra chương trình trúng thường đặc biệt dành cho những người tiêm liều vaccine đầu tiên từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7. Cứ mỗi tuần, 5 người may mắn nhất sẽ được bốc thăm một chiếc ô tô trị giá 1 triệu rúp Nga, tương đương 14.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, thị trưởng Moscow cũng kêu gọi người dân làm việc ở nhà, hạn chế ra ngoài khi số nhiễm bệnh đang tăng lên đột biến. Chính quyền thành phố thông báo, tiền lương của người lao động vẫn được bảo đảm khi họ nghỉ làm ở nhà. Dù Nga là nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt sử dụng vaccine đối với loại vaccine Sputnik V sản xuất nội địa, thế nhưng tốc độ tiêm chủng ở Nga rất chậm do người dân có thái độ chân trừ, bị động. Theo lại bản tin ngày hôm nay mà quý vị cùng theo chân các nhà sinh vật biển lặn xuống vùng nước sâu ngoài khơi của Malaysia để tìm hiểu một căn bệnh bí ẩn xuất hiện trên da của loài cá mập đặc biệt, mang tên là cá mập san hồ White Tip các nhà khoa học nghi ngờ nhiệt độ nước biển tăng lên có thể là nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ của cá mập quay tip. Loài cá mập này nổi bật với phần màu trắng ở rìa các vầy. Chúng thường được tìm thấy trú ẩn trong các dạng san hô vào ban ngày. Đến ban đêm, chúng mới bơi đi săn tìm cá và những loài vật nhỏ bé khác. Hồi tháng 4, một thợ lặn chụp được ở đảo Borneo cho thấy những con cá mập quay tip xuất hiện những vết đốm dị thường và bị thương tổn nhiều trên da. Các bức ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng và một nhóm nhà sinh vật biển thuộc tổ chức bảo tồn phi chính phủ mang tên bảo tồn san Hồ đã quyết định lặn xuống đại dương để điều tra. Nhóm nghiên cứu cho biết, nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực đã tăng lên tới 29,5 độ C vào tháng 5 vừa qua, cao hơn 1 độ C so với năm 1985. Điều này có lẽ là nguyên nhân chính yếu gây nên căn bệnh lạ đối với cá mập white tip, dù cách thức như thế nào thì vẫn chưa rõ. Khu vực nơi loài cá mập này sinh sống được chính phủ Malaysia bảo tồn nghiêm ngặt, cấm đánh bắt và cũng không có hoạt động ngư nghiệp nào được phát hiện gần đây. Do đó, loại trừ khả năng sự can thiệp của người dân địa phương gây ra căn bệnh bí ẩn cho đàn cá mập. Một cuộc nghiên cứu khoa học toàn diện hơn đang được tiến hành. Hồi tháng 5, một nhóm nghiên cứu đã cố gắng bắt vài con cá mập white tip để về quan sát kỹ càng hơn. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công. Viện Hải dương học Borneo thuộc Đại học Malaysia Sabah dự kiến sẽ thử lại vào tháng 7 tới đây. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 15 tháng 6 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh về vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng lúc 8 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Minh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.